Xin chào các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật, trời nắng rất là đẹp. Thế nên là mình quyết định ngẫu hứng bấm máy quay để có thể quay video này cho các bạn, dẫn các bạn đi xem mình sẽ chuẩn bị những gì để ngày hôm nay đi chơi nhá. Và bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng toner của Muji Light Toning Water để lau khắp mặt. Em toner này khá là dịu nhẹ, thế nên là dùng rất là thích. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng đến Shiseido Ultimoon. Đây là một loại tiền serum mà mình yêu thích rất nhiều. Mình đã dùng bạn này đến chai thứ tư rồi. Và nếu như bạn muốn xem thêm về bạn này thì có thể click ở cái link ở phía dưới, mình để ở description box nhé. Sau đó thì mình sẽ dùng đến kem dưỡng của Lancôme Blank Expert. Đây là cái dòng để làm dưỡng trắng da và mình giờ ôi yêu em ý rất là nhiều vì bạn ý dưỡng đủ ẩm mà lại làm cho da mình căng bóng nữa, rất là thích. Sau đó thì mình sẽ dùng một chút son dưỡng môi của Burt's Bees mùi honey, mùi mật ong thoa lên môi cho môi thật mềm, tí nữa đánh son rất đẹp. Về kem chống nắng thì chúng ta sẽ dùng Clarins UV Plus. Đây là màu Rosy Glow sẽ cho chúng ta màu hồng hồng tự nhiên lên trên da, rất là thích. Mình vỗ vỗ nhẹ nhẹ bạn này lên trên da. Bạn này có một ưu điểm là sẽ không làm cho da của chúng ta bị bóng hay như là bị sáng quá so với màu da tự nhiên. Bây giờ thế là lớp make up, mình sẽ dùng Tarte BB Tinted Treatment Primer màu light để dán đều ở trên da. Cái này rất là thích, dưỡng da đều, không gây bí da mà cũng không gây cảm giác bị bóng da, có một chút độ che phủ nữa. Thế nên là nhiều hôm mình đi ra ngoài nhanh thì mình chỉ cần bôi bạn này lên là có thể đi ra ngoài mà không sợ mọi người chê vì mụn rồi. Sau đấy kem nền mình chọn ngày hôm nay đó chính là Tarte Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Màu của mình là màu light neutral. Với bạn này thì đã nói rất là nhiều trong các clip cũng như là các beauty blogger thì rất là yêu thích rồi. Mình chấm chấm nhẹ nhẹ bạn ý lên trên da và sau đó dùng chổi Ultimate Blending Brush của e.l.f. để tán đều da. Như các bạn thấy thì màu tệp vào da mình rất là đẹp luôn. Và với cái sản phẩm này thì không làm mình bị bí da một tí nào cả, rất là thích cho các bạn nào da dầu và đặc biệt là hỗn hợp dầu nhé. Sau đó mình sử dụng kem che khuyết điểm Maybelline Dream Lumi Touch cho cái phần quầng mắt của mình. Mình thấy bạn này cũng khá là giống với cả YSL Treated Clay, nhưng mà tuy nhiên là bạn này hơi bị hao một tí vì mình thấy là mình cứ dùng hơn một tháng thôi đã gần hết bạn ý rồi. Sau đó mình sẽ dùng NARS Radiant Creamy Concealer màu Vanilla. Trời ơi cái này rất là thích, đặc biệt mình chỉ thích bạn ý dành cho chấm mụn thôi. Chấm mụn vào đúng cái phần mà mình bị mụn nha. Xong rồi sau đấy chúng ta sẽ dùng chổi để tán đều ra. Và bạn này thì không quá khô và cũng không có quá nhiều dưỡng nên rất là vừa đủ cho cái phần mụn của mình. Mình rất là thích bạn ý, highly recommend. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần mắt, đó chính là mình dùng Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Đây là một cái loại kem lót mắt mà mình yêu thích rất là nhiều. Nói đi nói lại luôn, không biết là bao giờ mới hết ngừng yêu em ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với Shimmera Brow Sword Stone Gray. Đây mình sẽ dùng cho phần lông mày của mình. Với cái màu lông mày này thì nó rất là tự nhiên phẩy lên trên lông mày. Nếu như bạn nào mà không thích lông mày quá đậm hay như là quá sắc nét thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này của Shimmera nhé. Mà dùng không hề mòn nhanh một tí nào luôn, màu lên rất là chuẩn và nhẹ nhàng, không bị quá sắc sảo. Sau đó mình sẽ dùng một chút băng dính dán vào hai cái phần đuôi mắt của mình theo đúng cái đường hướng lên của phần đuôi mắt dưới. Và với phần này thì mình sẽ có thể dễ dàng sử dụng được các màu mắt tiếp theo. Mình sẽ sử dụng Tarte Tarteless in Bloom. Trời ơi, bạn này rất là đẹp, đúng kiểu mùa xuân luôn. Và bây giờ thì mình sẽ dùng màu đầu tiên là màu Sweetheart, màu hồng.
và mình sẽ dùng với chổi Make Up Forever chổi số 230 để có thể tán hết cái vùng bầu mắt này. Và với việc dán băng dính ở phía đằng sau thì mình có thể thoải mái mà quệt màu không sợ bị ăn ra ngoài. Sau đó thì mình sẽ dùng một màu tiếp theo, đó là màu hồng hơi tím một chút, và sẽ đánh vào phần đuôi của đôi mắt. Và như các bạn thấy thì màu đã không bị lem ra ngoài vì chúng ta đã có màu băng dính rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ dùng màu tím ngoài cùng, màu hồng tím ngoài cùng để đánh tán phần đuôi mắt trông cho nó rõ hơn và cũng như là tạo điểm sâu cho phần đuôi mắt của mình. Sau đó mình sẽ bóc ra, bóc thật nhẹ nhàng và dùng chiếc chổi mà mình vừa tán kem che khuyết điểm để tán qua cho đấn mịn. Và sau đó thì chúng ta sẽ lấy chổi blending brush để có thể làm đều màu ở phía đuôi trông cho nó đỡ bị rõ quá. Và cuối cùng mình sẽ dùng màu funny girl để màu nhũ hồng rất là xinh để tạo điểm nhấn ở giữa của vùng bầu mắt với chổi e.l. eyeshadow brush. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng đến kẻ mắt của Sovereign Glory Supercast Eyeliner Pen. Đây là cái loại kẻ mắt mình rất là yêu thích. Mình sẽ tạo một chút đuôi mắt mèo và trông cho nó đậm hơn ở phía giữa. Và mình sẽ sử dụng Make Up Forever White Definition Powder để có thể dặm được phấn ở trên khuôn mặt mình, giúp cho phấn không bị trôi trong cả ngày. Mình sẽ dùng cái này với chổi e.l. Kabuki Brush, dặm thật nhẹ nhàng thôi, không cần quá nhiều đâu. Sau đó mình sẽ dùng Hoola Bronzer của Benefit. Đây là một trong những sản phẩm mình yêu thích nhất để tạo khối. Mình tạo khối không quá đậm vì hôm nay để đi chơi ban ngày mà, thế nên là chỉ chú trọng một chút ở phần hốc má và sau đó thì tán đều ở phần số 3, nghĩa là trán này, má và cằm của khuôn mặt của mình. Vì hôm nay màu son mình sẽ dùng là màu hồng tím, thế nên là mình sẽ chọn màu blush, là chính là Tarte Amazon Clay Brush màu Doll Face. Và mình sẽ sử dụng chổi Sovereign Glory Blush Brush để có thể dặm được màu má lên trên má của mình rất là nhẹ nhàng thôi, đi theo hướng từ trong ra ngoài. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng The Balm Luminizer để tạo phần highlight. Trời ơi, đẹp lắm, chỉ cần phẩy rất là nhẹ luôn. Và các bạn đã thấy là đôi gò má của mình nó cứ căng bóng như là kiểu siêu sao ấy, rất là đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ kẹp mí với Shuimura Eyelashes Color và dùng mascara Thick and Fast của Sovereign Glory cho phần này. Và như các bạn thấy thì mình hôm nay mình không dùng mi giả đâu, mi tự nhiên của mình đấy. Và xõa tóc ra một chút để chuẩn bị cho phần môi nào. Bây giờ mình sẽ sử dụng Maybelline Rebel Bouquet by Color Sensation màu số 10, màu hồng tím rất là đẹp để có thể cho đôi môi của mình. Với loại son này thì là loại son như là dạng bơ ấy, nó rất là mềm môi, không hề có cảm giác bị khô môi và màu lên thì cực kỳ đậm luôn như các bạn đã thấy trong hình của mình. Và vậy là make up look của chúng ta hôm nay đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi chơi với Ly ra ngoài với chiếc váy Ly mới tậu được nhá, yêu ơi là yêu. Xin chào các bạn, hôm nay thì đã quay lại với một video tiếp theo, đó chính là video về best skincare và hair care của năm 2015. Các sản phẩm về chăm sóc da cũng như là chăm sóc tóc.